Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm hoa mộc lan nha. Đây là ba cái cắt, cái kéo, cái kim, cái cây giống như cái banh, cái kèm, cây cắm hoa, bột bắp, keo, cây cán, cái tray để phơi khô, miếng mousse và cái thớt. Chuẩn bị làm cái nhụy của cái hoa. Trước tiên là mình phải dùng cây cắm hoa, mình bẻ cong cái đầu của nó như thế này đây, giống vậy đó. Rồi mình dùng cái cục bột màu xanh, mình nhồi cho nó nhuyễn. Rồi mình lấy một tí xíu bột ra, nó nhỏ như cỡ trái bi, có hòn bi vậy đó. Rồi mình bỏ lên cái bàn tay của mình xe giống như thế này. Rồi mình xe một bên cho nó hơi nhọn đó, giống vậy đó. Rồi mình dùng cái cây cắm hoa, mình cho tí xíu keo hoặc nước đó, mình xỏ nó. Rồi mình chỉnh sửa nhất là cái mối đó, mình làm cho nó chặt một tí xíu nha, để nó không có bị bung ra đó. Mình chỉnh sửa như thế này là được rồi nè, giống vậy đó. Rồi bắt đầu mình dùng cái kéo, mình phải nhấp xung quanh của cái nhụy. Mình nhấp nó nhỏ thôi, mà mình đi đều hết xung quanh của cái nhụy như thế này. Rồi ở trên mình cũng nhấp như vậy đó. Mình tiếp tục mình làm cho nó hết nguyên một cái nhụy luôn, làm y hệt như là mình đang làm đây, giống như vậy đây. Sắp xong rồi, chỉ làm cho đến cái cuối cùng luôn. Ở trên mình nhấp vài cái luôn cho nó cắt hết á. Rồi mình dùng cái cây kim á, mình chỉnh sửa nó cho nó xòe ra một tí xíu. Đây, xong rồi. Rồi mình để khô qua đêm. Tiếp theo mình chuẩn bị cắt những cái hoa mộc lan ha. Đây là ba cái khuôn, ba kích cỡ để mà cắt cái hoa. Mình dùng cái cục bột, mình nhồi cho nó nhuyễn, cho nó dẻo á. Rồi bắt đầu mình bỏ lên cái thớt, mình cán nó. Mình bỏ tí xíu bột bắp lên, rồi mình cán để cho nó không bị dính á. Cái hoa mộc lan á, những cái cánh của nó hơi dày nha, nó không có mỏng như những cái hoa khác đâu, nó dày lắm á. Mình cán xong rồi bắt đầu mình cắt. Mỗi cái kích cỡ của nó là mình cắt 3 cái. Mà một cái hoa của hoa mộc lan á thì nó tổng cộng 9 cái. 3 kích cỡ đều khác nhau á, thì mình cắt mỗi cái thì 3 ha. Khi mình cắt, mình bỏ vô bịch ni lông để nó giữ ẩm. Rồi mình lấy từng cánh ra, bắt đầu mình chỉnh sửa. Mình dùng cái cây giống như cái banh nè, và mình tán nó. Nhưng mà mình không có cần phải làm kỹ đâu nha, thì cái hoa này nó dày lắm, nó không phải mỏng như những cái cánh hoa khác. Mình làm chỉ sơ sơ vậy là được rồi, chỉ ngoài bìa cho nó mỏng thôi. Rồi mình dùng cái cây cắm hoa, mình cho tí xíu keo hoặc nước, bắt đầu mình xỏ nó. Rồi mình bỏ lên cái miếng silicone đó, nó có cái vằn giống như cái gân của cái hoa đó. Rồi bắt đầu mình ép nó, mình ép như thế này đây. Rồi mình đem ra, mình cũng chỉnh sửa lại một tí xíu. Cái mối nó rất là quan trọng, cái bìa của nó đó, mình làm cho nó hơi mỏng. Rồi bắt đầu mình phơi khô, mình bỏ lên cái cây như thế này nè, cái tray đó, để cho nó hơi cong cong. Rồi mình để khô qua đêm, nó giống vậy nè. Tiếp theo là mình chuẩn bị để mà sơn những cái cánh hoa với lại cái nhụy. Trước tiên là mình dùng màu đỏ nè, mà màu đỏ đậm nha, màu tím cũng là màu tím đậm luôn, chỉ có màu vàng là màu vàng hơi lợt, và màu xanh, xanh này là xanh táo đó. Mình cần tí xíu bột bắp. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình sơn. Trước tiên là mình sơn cái nhụy nha. Đây, mình bắt đầu mình pha màu xanh với một tí xíu bột bắp cho nó hơi nhạt một tí xíu. Mình sơn ở dưới hết. Mình nhớ là
là mình sơn cho nó đều tay nha. Mình càng làm kỹ, mình càng làm nó đều á, thì cái hoa của mình nó rất là đẹp. Xong rồi bắt đầu mình sơn ở trên là màu vàng. Trên, ở trên mình, thì cái nhụy khi mình nhìn vô cái bông, mình nhìn từ trên xuống dưới đó, thì mình thấy nó vừa vàng, nó vừa xanh, mà nó vừa hơi đỏ, mà đỏ tím á, nó rất là đẹp. Mình dùng cái màu tím và màu đỏ mình pha lại, mình sơn ở chính giữa của cái nhụy. Mình sơn như thế này, mình sơn hết luôn và mình sơn cho nó kỹ. Chính giữa mình làm hơi đậm một tí xíu nha, giống như vậy đó. Xong rồi đây, bắt đầu mình sơn những cái cánh hoa. Mình cũng pha màu tím với lại màu đỏ, mình sơn ở dưới như thế này cho nó đậm. Rồi bắt đầu lên trên thì mình chỉ phớt thôi, mình sơn mà mình phớt để cho cái gân nó nổi lên, nó bám vô cái màu á, thì mình thấy cái gân nó nổi rất là đẹp. Rồi chính giữa cái gân á, mình làm cho nó hơi đậm một tí xíu. Xong đó mình lật qua bên kia, mình cũng làm y chang vậy đó. Ở dưới thì hơi đậm, lên trên thì mình chỉ phớt thôi. Mình phớt như thế này cho nó có màu á, để nó ngồi nổi cái gân lên thôi. Ở dưới thì mình sơn cho nó đậm tí xíu nha, sơn cho nó kỹ. Xong mình chỉnh sửa bên này tí xíu. Được rồi, xong rồi đây. Đây là những cánh hoa mình đã vừa sơn xong đó. Tất cả là 9 nhánh hoa hết. Đây là cái kích cỡ nhỏ nhất, vừa, và cái lớn đã xong rồi đây. Tiếp theo là mình hơ từng cái hoa, vừa nhụy vừa hoa, mình hơ hết qua cái nước sôi như thế này để nó giữ được cái màu sắc á, nó lâu hơn. Vì mình cắm hoa đó, đây mình hơ hết như thế này, mình hơ cánh hoa nó bóng lắm. Đây là mẫu hoa mình đã kết sẵn. Hai cái mẫu hoa này nó đều khác nhau, đó là tùy theo các bạn kết cái hoa như thế nào nha, cho nó nở hoặc là nó giống như cái búp, hoặc là nó cong bên này bên kia, thì tùy theo cái cách mình kết. Đây là 9 cái nhánh hoa, 3 kích cỡ, cái vừa, cái lớn và cái nhỏ, và một cái nụ. Rồi bắt đầu mình dùng cái thiếp, mình quấn cái cành của cái hoa đó. Nhưng mà mình không cần phải quấn hết nha, quấn một khúc như vậy thôi. Mình quấn hết 9 cái cánh hoa nha, tất cả đều cũng một khúc thôi. Bắt đầu mình kết hoa nha. Mình sẽ kết 3 lớp. Lớp thứ nhất là cái nhánh hoa nó lớn thứ hai. Mình kết từng nhánh vô như thế này. Khi mình kết á, thì mình quấn cho nó kỹ một tí xíu ha. Đây là lúc mình muốn kết cái hoa nó nở bung ra, hoặc là nó chỉ là bắt đầu nó nở. Đây là cái cách mình làm, bắt đầu nó hơi nở ra thôi, chứ nó chưa có nở bung ra. Thì mình không có bẻ cho nó cong nhiều, mình để cho nó úp lại á, giống như mình đang làm đây. Khi mình kết á, mình chỉnh sửa nó nha, theo dự ý của mình. Rồi mình kết cái lớp thứ hai. Lớp thứ hai này á, là mình dùng cái cánh lớn nhất
của cái hoa. Đó. Mình bỏ chính giữa của hai cái cánh hoa đó, từng lớp vậy đó, giống như mình đang làm đây nè. Mà khi mình quấn thì nhớ là mình quấn cho nó chặt tay nha. Rồi mình quấn, mình sửa cho nó vừa ý mình là được rồi, mình thấy mình vừa mắt, mình thấy đẹp là được rồi. Cái lớp cuối cùng là cái cánh nhỏ nhất, mình cũng kết vậy, mình không có bẻ nhiều, tại vì mình muốn cho cái hoa nó hơi úp vô đó. Đây. Rồi mình bỏ cái cuối cùng vô, rồi mình quấn nó, mình quấn thật chặt, mình quấn hết cái cánh của nó dưới luôn á. Xong bắt đầu mình chỉnh sửa. Xong rồi đây. Đây là cái hoa nó hơi úp á, giống như thế này. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn làm sao cho cái hoa mà nó nở bung ra đó, thì mình kết như thế nào. Đây là cái cách mình kết, là khi mình gắn vô cái hoa kỳ này mà muốn cho nó nở bung á, là mình bẻ như thế này. Mình bẻ cho nó cong hơn nữa, cho nó quật ngược ra hơi nhiều một tí xíu, thì cái hoa tự động nhìn giống như cái hoa mình nó nở bung ra vậy đó. Khi mình chỉ cần bẻ một tí xíu thôi là mình thấy nó khác liền à. Rồi mình bỏ cái lớp thứ hai của cái nhánh bự nhất, mình cũng làm y như vậy, mình cũng bẻ cho nó hơi cong hơn để mình kết nó. Mà mỗi lần mình gắn một cái hoa, cái nhánh hoa lên á, thì mình quấn cho nó chặt tay nha, để nó cho nó giữ đúng y cái vị trí đó đó. Rồi cuối cùng mình cũng kết cái nhỏ nhất, mình cũng bẻ cong như vậy, mình phải bẻ như vậy thì cái hoa nó nở đó. Đây là cái cách cái hoa nó nở đó. Mình quấn cái cuối cùng vô, mình quấn hết cái nhánh cho nó chặt tay, rồi mình chỉnh sửa lại. Thấy chưa, là cái hoa nó nở dễ sợ không? Nó bung ra luôn đó. Đây. Thấy nó khác liền luôn. Hai cái. Đó, nó nở vậy. Rồi, cái kia thì nó hơi úp vô á. Nó hơi nở thôi. Mình cảm ơn các bạn theo dõi nha. Bye bye.